Số đồ gỗ hôm nay giới thiệu với các bác một cặp trâu mẫu tử chất liệu gỗ hương ta và đang nằm trên đống tiền các bác nha. Bức này đục rất là đẹp luôn các bác nhá. Vân rất là nhiều, vân nhiều như gỗ cẩm luôn ạ. Bức này có kích thước là cao 15, ngang 53 và sâu 19 ạ. Vân chấm 9 luôn các bác nha, các bác có thể nhìn thấy như gỗ cẩm và đục rất là đẹp, rất là nét. Bức này thì có thể để ở trên bàn uống nước, bàn làm việc hay là kệ tivi, rất đẹp, rất sang các bác nha. Con trâu là đầu cơ nghiệp, để những bức này trong gia đình nhà mình, trong cửa hàng hay là trong công ty sẽ giúp cho mình có thể làm ăn phát đạt hơn, hút tài hút lộc về cho gia đình nhà mình. Hàng độ sắc nét không tì vết các bác nhé, rất đẹp luôn ạ. Các bác cầm kỹ tác phẩm, tác phẩm này thì có thể gọi điện hoặc nhắn tin Zalo vào số điện thoại 0868688137. Hoặc các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng ở 137 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội để tham quan gian hàng đồ gỗ bên em các bác nha. Các bác xem xong livestream, xem xong video thì đăng ký vào kênh YouTube Sưởng Đồ Gỗ 137 để xem và cập nhật các video mới nhất bên em quay nha. Cảm ơn các bác rất nhiều.